trăng. Hay nói một cách ôn hoa hơn một chút là dòng sông dưới ánh trăng. Và nếu mà gọi cho nó có vẻ văn hoa hơn một chút thì gọi là tuyết giam. Tuyết giam thưa các bạn. Thì cái lời nó rất là đơn giản. Tuyết giam, một con sông rộng hàng cây số. Và một ngày nào đó, tôi hứa là tôi sẽ đi vượt qua dòng sông đó một cách thoải mái. Hỡi người bạn, cùng đi say mộng với tôi. Chúng ta cùng nhau đi ra khỏi cái nơi ta ở và tìm hiểu về thế giới xung quanh chúng ta. Xung quanh chúng ta có rất nhiều để tìm hiểu. Và bạn ơi, chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình để đi về phía chân trời cầu vồng bảy màu. Và để tiếp tục cuộc hành trình đó, bạn và tôi cùng hẹn nhau bên dòng tuyết giang nhé. Bạn nhớ nhé, bạn và tôi nhớ hẹn nhau bên dòng sông tuyết giang. Thưa các bạn, đây là bài Moon River. Và một điều tôi xin nói nữa là tôi chọn bài này cũng như là một lời gửi gắm tất cả các anh chị, là xin mời các anh chị chuẩn bị cho cuộc hành trình chúng ta tại Paris sang năm. Waiting on the bend.
Thank you.